Xin chào cả nhà, cùng quay trở lại với kênh YouTube của Nam Định GBL Nam Định. Ngày hôm nay thì tiếp tục lại lên đường một cặp súp rất là VIP dành cho anh em Nam Định các bác nhé, cùng quê hương với em Định luôn. Và trước mặt các bác đây đó là một cặp AFB 6118 được mệnh danh là một trong những dòng hết ga hết số dòng súp đơn. Và cặp này của em Định thì đó là một cặp liền kề seri luôn các bác nhé, liền kề seri luôn đó. Quả này là 11196 này, quả này là 11195 này, Make in USA các bác nhá, và rất là đẹp luôn đó. Và chúc mừng anh trai cùng quê hương với em Lĩnh sở hữu một cặp mà phải nói rằng là vừa đẹp vừa xuất sắc và cũng vừa chơi vừa sưu tầm luôn các bác nhá. Đó, cặp này thì em Lĩnh đã lên video nội thất rồi đó, các bác có thể nhìn thấy là ngày hôm nay em Lĩnh quay ở dưới không gian ở bên dưới đó, thì các bác có thể thấy là khi nó đã đủ ánh sáng thì nó đẹp như thế nào đó. Nhiều khi em Lĩnh quay làm video ở trên phòng thì ánh sáng nó không được đủ, mà em Lĩnh quay ở đêm, buổi ban đêm các bác đó, cho nên là nó sẽ không được chi tiết rõ ràng cho các bác nhất nhá. Và đây này, đó, bao giờ ông ạ, nó sẽ đẹp hơn rất nhiều, rất nhiều các bạn. Các bác nhìn thực tế nó đẹp hơn rất nhiều luôn. Đó. Cặp súp này là không một điểm trừ các bác nhá, không một điểm trừ luôn. Đó, xuất sắc luôn. Cảm ơn các bác rất nhiều, cảm ơn anh em đã luôn luôn tin tưởng và đồng hành cùng em Lĩnh GBL Nam Định. Đó, đây là những sản phẩm mà phải nói rằng là em Lĩnh luôn luôn tìm kiếm và săn tìm về để phục vụ cho tất cả các bác nhé. Đó, các bác đừng quên dành tặng cho em Lĩnh xin một like, một lượt đăng ký kênh Lĩnh GBL Nam Định để em Lĩnh luôn luôn cố gắng săn tìm những sản phẩm đẹp về phục vụ các bác. Và sau đây thì anh em sẽ cho lên xe và anh em kỹ thuật sẽ đến tận nơi và set up hoàn chỉnh cho các bác nhé. Rất là đẹp luôn cặp súp này. Đó. Xuất sắc luôn các bác nhá, sơn zin toàn bộ 100% luôn, tất cả mọi góc cạnh rất là đẹp. ASB 6118 các bác nhé. Hiện tại thì em vẫn còn một cặp ASB 6128, đó là súp kép. Đó, súp kép. Các bác biết rằng ASB đó là một mã rất là cao cấp được GBL trang bị trên cái mã súp ASB này các bác nhé. Đó. Đường này trước đây để đầu ghế. Ok, sau đây thì anh em sẽ đến tận nơi và set up cho các bác. Một lần nữa cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video gần nhất. Xin chào các bác nhá. Nhà em Lĩnh thì có địa chỉ tại xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định các bác nhá. Đó, các bác cứ đến ngã tư xã Yên Thắng là các bác nhìn thấy nhà em ở trung tâm luôn. Ok, xin chào các bác nhá.